chủ lên chỗ này đồi chè cũng là của nhà mình. Cát nào của nhà ông bà? Đây cát chè. Bỏ cái dưới này xong lên cái trên kia cái chỗ căn thứ ba là của mình. À. Ông khoác tay vào và cho nó gọn người. Căn thứ ba. Ông khoác vào. Đồi chè Phú Thọ nhà mình làm được tương tự như thế này. Nhưng quan trọng là tiền. Vĩnh Hà và Vĩnh Tiến lên bản vẽ thiết kế, còn Minh Ngọc và Ken Bông sẽ đi lo kiếm tiền để triển khai xây dựng. Vũ là tổng quản lý. Thôi đẹp rồi. Đấy, phía bên kia là cái thuyền của bạn hai bạn Ken Bông và của ông Hoa và đây là kia họ kinh tế và Minh Ngọc. Đấy. Ông bà đi đi để giám sát, để mà trông nom cái nhóm gọi là vô trật tự này. Con ơi, con ngồi đây nhá. Một chương trình đi bơi quanh hồ của gọi là Hồng Sơn. Đấy, buổi sáng của ngày 17 tháng 7 sẽ sinh nhật Minh Ngọc. Chúc mừng sinh nhật Minh Ngọc. Chúc mừng sinh nhật Minh Ngọc. Bông và Ken đang ngồi ở phía bên kia. Hai bạn Bông và bạn Ken cùng với ông bà Ali Chat và bạn Dúi. Bạn Dúi là một trong những người rất là đi. Bắt đầu hát to vào. Phía bên trên kia là của resort. Hả? Đi sao quả quả này mới hay cứ bảo bà vâng bảo bà bạn Cốc Son và đây là một cái cộng đồng người của một huyện ở Chiang Mai. Đây. Em có nói được không? Bảo bà hôm nay sinh nhật thầy Ngọc hát một bài. Đấy. Ngồi này ngay. Sáng nay đoàn công tác dậy sớm để đón bình minh trên hồ Mây Hồng Sòn. Đây là trợ lý nội trợ Nguyễn Thị Minh Ngọc kiêm nhiếp ảnh gia. Đây là hai diễn viên gạo cội của làng Hollywood. Qua làm cái phim hay phết. Phim phần 1, đây là chưa phần 2 à? Chưa phần 2. Hai ông bà đón bình minh dần trên dần hồ. Sẽ có phần 2 của một chương trình video clip. Chúng tôi sử dụng hai thuyền. Ở bên này là đoàn công tác của Chiang Mai, Thái Lan do ông Arichak làm trưởng đoàn. Bông, Ken. Đấy là phía bên thuyền bên kia là của ông bà là Arichak Sư Phong. Cùng em Dúi. Mây vờn. Phía sau ngọn núi kia là đất nước Myanmar. Sau
Có gì đâu. Hành trình mới Pai, một trong địa phương với những địa chất rất là kỳ diệu. Pai. Wow. Ở đây có những cái hòn đá, ở trên đó thì người địa phương dựng các cái bức tượng. Và đây là cái chốn tâm linh gắn với du lịch. Xa xa là ngọn núi, thì đây chúng tôi sẽ chinh phục lên đỉnh đó. Trưởng đoàn bố Vĩnh Tuyền hôm nay với màu sắc rất là người Thái, áo Thái, đấy, mũ Thái, và được cháu ngoại khen đẹp trai. Ông cứ đòi không vui. Trẻ trung hôm nay là ngày sinh nhật của Ngọc Tít. Ông thích nhưng ông chỉ thích tiền thôi. Ngọc Tít rất là thích lên núi. There are many group of Chinese from Yunnan moving to Thailand. During the war with the communist changing from Taipei. Đúng là tham. Có cái trong cái cuộc chiến với cả Đài Loan thì bên Đài Loan thì có rất nhiều người ở Vân Nam di chuyển sang đây. Vân Nam kìa. Vân Nam. Sau chiến. Chinese culture too. Yeah. Yeah, there are three big group of Chinese people. One here, one in Rakhine and one in Chiang Rai. Đấy, là có ba cái nhóm Trung Quốc, một nhóm là ở đây, ba nhóm Trung Quốc chính, một nhóm là ở Ban Rắc Thái, Phung Choa, một nhóm đây và một nhóm ở Trường Rai. Trường Rai là cái nơi mà có cái thăm luông ấy, thắp lửa. Có người cổ dài ấy. Mèng Son. Mèng Son, yeah. Here Mèng Son too, but a different province. This is smaller. And this one is changing the same way with Rắc Thái, changing to have the house to be the Chinese culture to make like a tourist destination. But they don't have a right to own the land. Just right. The right to use the land. Cannot be used to the island. Okay. So đây là cái gì đó? Của cái gì đấy? Rồng rồng. Con đá mồ côi. Kia hòn đá đi được xây cái đền thờ. Chúng ta lại tục di chuyển hai bộ phận ở đâu.